vậy, bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiền, các con hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Phêrô Nguyễn Minh Vũ, xin nhận em Maria Nguyễn Thị Như Quỳnh làm vợ. Em là Maria Nguyễn Thị Như Quỳnh, xin nhận anh Phêrô Nguyễn Minh Vũ làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Em Maria Nguyễn Thị Như Quỳnh xin hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ của tình yêu và lòng chung thủy của anh. Anh Phêrô Nguyễn Minh Vũ xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em. Như tên Cha và Con và Thánh Thần.